Tính đến ngày 27 tháng 12, có 9 trên 19 trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngừng hoạt động, trong đó có 6 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ do phát hiện sai phạm, tiêu cực dẫn tới quá tải đăng kiểm xe trầm trọng ở tất cả các trạm còn lại. Tình trạng quá tải đăng kiểm còn đang lan rộng đến tỉnh Bình Dương, Đồng Nai khiến chủ xe và doanh nghiệp điêu đứng. Nhiều người dân, hiệp hội vận tải đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần có giải pháp xử lý khi nhu cầu đăng kiểm của người dân dịp cuối năm đang tăng cao. Thậm chí có nhiều người còn kiến nghị gia hạn thời gian đăng kiểm, ưu tiên đăng kiểm các xe phục vụ công cộng, chuyên chở hàng hóa phục vụ Tết. Một số người quá mệt mỏi đành bỏ cuộc ra về, chấp nhận mang xe sang tỉnh khác đăng kiểm để kịp trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai cũng rơi vào tình trạng quá tải tương tự. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiện các trạm đăng kiểm còn hoạt động đang làm hết công suất với toàn bộ nhân lực. Các trung tâm làm việc luôn cả thứ Bảy, Chủ nhật để đáp ứng tối đa khả năng đăng kiểm xe mỗi ngày. Trong thời gian tới, Sở cũng yêu cầu các trung tâm phải làm việc đúng quy trình, xe nào hạn đăng kiểm còn xa thì thông cảm chờ đợi lâu hơn. Cục khuyến khích người dân nên chủ động liên hệ trước và có thể thực hiện ở bất kỳ đơn vị đăng kiểm nào trên cả nước để giảm ùn tắc cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định xe của nhân dân trong dịp Tết dương lịch. Trong quá trình đăng kiểm phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đúng quy trình và tiêu chuẩn mà Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.